Ngày 22 tháng 4, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 13 NQ trên TVK của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chủ trì có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở tập trung vào trả lời ba câu hỏi. Vì sao lúc này Bộ Chính trị lại bàn và ra nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045? Những ý tưởng mới, tinh thần mới, nội dung mới của nghị quyết lần này là gì? Cần làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả nghị quyết của Bộ Chính trị, biến nghị quyết thành hiện thực sinh động? Để tổ chức thực hiện tốt nghị quyết lần này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của nghị quyết, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm của cả nước, toàn vùng, từng địa phương trong vùng, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không chỉ là nhiệm vụ riêng của vùng và các địa phương trong vùng. Đồng thời, phải nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước. Cả nước vì vùng và vùng vì cả nước. Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế, chính sách cho phát triển vùng và liên kết vùng về tổ chức, bộ máy, nguồn lực và cơ chế triển khai, tham gia có hiệu quả vào các hoạt động hợp tác với các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong, nhất là trong việc khai thác sử dụng nguồn nước sông Mekong. Từ khơi dậy phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tính chủ động sáng tạo, ý thức tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng quyết vượt lên chính mình, khắc phục tư tưởng tự mãn, bằng lòng với những gì đã làm, trung bình chủ nghĩa, trái lại phải có ý chí và quyết tâm cao hơn nữa, quyết không cam chịu đói nghèo, thua kém các tỉnh khác, vùng khác. Đồng thời, phải tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương, sự hợp tác giúp đỡ của các địa phương trong cả nước, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ để phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững hơn, giàu có, trù phú hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng đạt mức cao hơn bình quân chung của cả nước trên cơ sở từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng lợi thế to lớn vốn có của vùng có thể nói đây là một cái lợi thế có lẽ vào bậc nhất ở nước ta không nói là có thể một số nơi trên thế giới đất đai phì nhiêu thiên nhiên đủ ngộ và bây giờ địa bàn thì chúng ta đã có cơ sở hạ tầng rất là tốt rồi và bây giờ không phát triển lên được thì là trách nhiệm thuộc về chúng ta trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện thế chế chính sách phát triển vùng tổng bí thư đề nghị Chính phủ và các cơ quan trung ương cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành, triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên có tính đặc thù cho phát triển vùng, tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia. Vùng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển. Ưu ừ, tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển các công trình trọng điểm có sức lan tỏa, phát triển vùng toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh nơi cực nam của Tổ quốc. Tăng cường nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng có hiệu lực, hiệu quả quản lý các cấp chính quyền tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nghiêm túc thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường sự lãnh đạo của đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, Tiên phong gương mẫu về đạo đức và lối sống, thực hiện nghiêm các chủ trương về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, liêm chính, trong sạch. Giáo dục bồi dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên và chú ý đào tạo thế hệ trẻ. Các tỉnh thành phố trong vùng tiếp tục cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số đô đồ thị thông minh đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cán bộ đội mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đổi mới công tác dân vận và hoạt động giám sát phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta và các nước bạn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, ngay sau hội nghị này, căn cứ vào nghị quyết, kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban đảng trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy, tổ chức đảng ở trung ương và các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh. Ban cán sự đảng chính phủ cần chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình hành động, triển khai nghị quyết. Các ban bộ ngành trung ương và các địa phương trong vùng cần cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của chính phủ bằng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án và nguồn lực cụ thể có tính khả thi cao. Tổng Bí thư tin tưởng, các bộ ủy chính quyền và nhân dân các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của phong trào đồng khởi, khi phách anh hùng thành đồng tổ quốc và phẩm chất cao quý rất tốt đẹp của người miền Tây, cùng với các ban bộ ngành trung ương và các ủy chính quyền các cấp trong cả nước Đội mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết của chính trị lần này, tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh trên vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất chính trồng theo tinh thần cả nước vì đồng bằng sông cửu long đồng bằng sông cửu long vươn lên cùng cả nước và vì cả nước